bạn đã quay trở lại với kênh Du Nguyên TV nhé. Hôm nay thì mình tại trường Trung học Phổ thông Mèo Vạc thì có tổ chức hội chợ xuân của các em học sinh trường Trung học Phổ thông Mèo Vạc. Đây là ngôi trường mà nơi mình công tác các bạn ạ. Mình mời các bạn cùng xem công tác chuẩn bị của các em nhé. Những dàn hàng Tết rất là đẹp. Đây là không khí của nhà trường nhé các bạn ơi. Tết đã đến đầu ngõ rồi. Chuẩn bị của các lớp đang rất là khẩn trương để trưng bày các gian hàng của mình. A7 đang làm bánh nhãn bớt để bán đây đúng không? Em cho lửa bé thôi. Lửa to là dễ bị cháy lắm ấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em đang xào vị gì đấy? À, vẫn còn nhiều nước thì cho to nửa một tí. Lớp này nhiều loại mứt nhỉ. Đây là mứt xấu à? Mứt quất. À, nhìn đường quả quất, à, quả xấu. Mứt dứa này. À, có cả hạt sen đấy. Mứt xoài. Bên đấy là mứt gì? Củ ạ. À. Mùi thơm mứt khắp sân trường rồi. Đây này. Cái không thấy cái chảo to kìa, cái bông đâu mà. Lấy về đây, cái đấy để lên đấy, trong cái này mình bày sau. B1.